Hãy ngủ yên, những người con đã hy sinh cho đất nước. Hãy chảy xuôi dòng con sông tuổi thơ. Hãy cháy hết lòng mình như phượng đỏ chân đê. Và hãy mãi xanh như bầu trời tự do quê mẹ. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn bài hát này. Lời ca năm tháng ngọt ngào, đưa
bao ký ức dòng giáo được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, các thầy, các cô không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình, mà còn không ngừng học tập và phấn đấu trở thành tấm gương sáng cho mỗi học sinh nói theo, góp phần tích cực vào sự nghiệp chồng người. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin gửi tới các thầy, cô giáo bó hoa tươi thắm nhất. Kính chúc các thầy, các cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, có nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người của đất nước. Những lời yêu thương, đêm nhạc từ thiện tuyên truyền gây quỹ ủng hộ người khuyết tật nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Những lời yêu thương, một hoạt động văn hóa xã hội có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, là cơ hội để các nhà hảo tâm thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đối với những người đang cần sự giúp đỡ của xã hội. Đêm nhạc hứa hẹn nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, mang đậm tính nhân văn, tình người. Đặc biệt, đêm nhạc sẽ có sự tham gia của Hoa hậu và Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007. Đêm nhạc Những lời yêu thương sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20 giờ ngày 15 tháng 11. Sẽ diễn ra cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007. 30 người đẹp đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tất cả đều thông minh, quyến rũ. Sự hài hòa của tài năng và sắc đẹp sẽ là yếu tố quyết định thành công của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007, tôn vinh vẻ đẹp và tài năng người phụ nữ. Trực tiếp vào 20h30 ngày 11 tháng 11 trên VTV3.